Là câu hỏi này của anh Huynh làm Thủy vô cùng mong muốn là được bật mic và xin cảm ơn anh đã cho Thủy chia sẻ. Trước khi chia sẻ thì Thủy cũng xin tự giới thiệu, Thủy là một bác sĩ có 24 năm công tác tại ngành y và hiện tại thì bây giờ là đã làm việc 100% thời gian với Siberia và hiện nay Thủy đang sống và công tác tại Thái Nguyên. Câu trả lời cho cái câu hỏi của bác sĩ và thủ lĩnh Kim Cương Phạm Tiến Huynh đó là tại sao phải dùng sản phẩm Siberi thường xuyên? Theo Thủy thì có mấy cái chia sẻ như thế này. Thứ nhất là các thủ lĩnh đã chia sẻ rất là nhiều lấy đến giờ. Chúng ta hiện nay đang có quá nhiều những cái vấn đề về độc tố đến từ mọi nơi, từ đất nước, không khí, môi trường, đồ ăn, thức uống, vân. Cái thứ hai nghĩa là một cái tình trạng bị gì ạ? Bị đói vi chất đó. Thế thì cơ thể của chúng ta mỗi một ngày cần tối đa 90 vi chất, tối thiểu là 40, tối thiểu là 20 vi chất và trung bình là 40 vi chất. Vậy thì không có một bà nội trợ nào, một người nữ nào mà vô cùng giỏi giang có thể bổ sung một ngày đủ 20 vi chất, đúng không ạ? Nên chính vì vậy mà cái vai trò của vi chất dinh dưỡng và các cái gì ạ, các cái chất vitamin và các chất khoáng là quan trọng lắm. Tuy nhiên ý, thì chúng ta thường xuyên là không bồi phụ đủ và cơ thể của chúng ta trải qua một cái quá trình là gì ạ? Tế bào của chúng ta bị đói vi chất trường diễn đó. Thời buổi bây giờ thì chúng ta không không ai thiếu ăn, nhưng mà tuy nhiên cái trong cái đồ ăn của chúng ta bị rỗng vi chất đó, nên là khi mà nó rỗng vi chất và chúng ta đói vi chất thường xuyên, tế bào đói vi chất thường xuyên như vậy thì dẫn đến là chúng ta mất cân bằng chuyển hóa, mất cân bằng chuyển hóa. Một phần là do độc tố nó quá nhiều, một phần là diện rối loạn chuyển hóa. Thì bây giờ các anh chị nhìn thấy là cái thực trạng ấy của xã hội bây giờ, khi mà xã hội càng ngày càng phát triển mạnh mẽ thì các cái bệnh về rối loạn chuyển hóa và các bệnh lý mãn tính không lây càng ngày càng nhiều, ví dụ như tim mạch, tiểu đường, huyết áp, gút khớp đó, đột quỵ, ung thư càng ngày càng nhiều. Thì các bác anh chị biết rằng đó là một sự cảnh báo của cái vai trò là thiếu vi chất. Nên chính vì vậy đối với sản phẩm của Siberi sẽ giúp cho chúng ta vừa thanh lọc, nghĩa là thải được độc tố ra đó, bồi phụ đầy đủ các cái vi chất cần thiết. Thì người nào nghèo nhất là gì ạ, uống một hai ba sản phẩm của Siberi thôi thì cũng đủ được khoảng tầm được 20 vi chất rồi. Còn những người mà gì ạ, đâu có một chút, chúng ta uống đầy đủ các cái sản phẩm mà gọi là sản phẩm độc đáo, những cái sản phẩm siêu vitamin chẳng hạn đó, thì chúng ta có thể lên đến 40 vi chất. Và những người mà uống nhiều như anh Huynh ấy thì bây giờ là cơ thể là tràn đầy vi chất rồi thì rất là khỏe và bắt đầu là sang cái giai đoạn trẻ hóa. Chính vì vậy mà gì ạ, khi mà cơ thể của chúng ta được dùng thì chúng ta phải dùng thường xuyên đó, bởi vì lúc nào tế bào của chúng ta cũng cần. Và có một cái lý do nữa đó là mỗi một cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó cần vi chất nhưng mà cần một cái nguyên liệu chuyên biệt. Thì nói ví dụ như thế này thôi, ví dụ như là mắt thì cần beta caroten đúng không ạ, tim thì cần Q10 đó, rồi là xương thì cần canxi, nhưng mà khớp thì lại cần glucosamin, vân vân đó. Thế thì mỗi một cái bộ phận nó cần những cái vi chất chuyên biệt như vậy. Thế thì không thể để nó đói dài được, nó không để đói dài được. Nếu mà đói dài thì nó dẫn đến là nó mắc bệnh và chúng ta đã bị trả giá, chúng ta đã bị trả giá trong một vài thập kỷ qua đó, là làm cho gì ạ, dân chúng ta càng ngày càng bị đói vi chất, càng thiếu thiếu hụt vi chất, thì dẫn đến là những cái bệnh. Và bây giờ nó là một cái gọi là tiếng chuông báo động cho cả đất nước mình đó. Thế thì mỗi một chiến binh Siberi, mình cảm thấy là khi mà mình có được một cái công cụ ở trong tay, có một cái vũ khí ở trong tay thì chúng ta dùng, chúng ta thấy tốt thì chúng ta cần phải lan tỏa. Còn nếu không lan tỏa sản phẩm, chúng ta là những con người ích kỷ, con người ích kỷ đó, chúng ta cảm thấy chúng ta có lỗi với cộng đồng. Thì ngày hôm nay thì cảm thấy là như kiểu một cái zoom này như kiểu vũ trụ mang đến, tại làm sao từ bác sĩ Huynh này, bác sĩ Mai Ngọc Dung này, xong rồi đến rất là nhiều những bác sĩ, và đến bây giờ là thế hệ sau này như Thủy cũng là những bác sĩ đàn em, và cũng cảm thấy mình rất là tự hào được vào đây. Mình coi như là mình có thêm một cái công cụ để mình lan tỏa cái giải pháp này cho cộng đồng, và mình cảm thấy Siberi đang là một cái công cụ để chấn hưng sức khỏe nước nhà. Em xin biết ơn thủ lĩnh Phạm Tiến Huynh và xin biết ơn tất cả mọi người nghe chia sẻ của Phương Thủy ạ. Hay quá, cảm ơn bác sĩ Phương Thủy. Và chúng ta hãy dành trái tim yêu thương